Như vậy là trải qua đêm thi ngày hôm nay với chủ đề là làn sóng xanh thì 6 cặp dự thi của chúng ta đã thể hiện rất tốt bài thi của mình. Và trước khi chúng ta tới với điểm số của nữ ca sĩ Phương Thanh, chúng ta phải làm một cái thủ tục này. Bởi vì trong 6 cặp đứng trên sân khấu, có một cặp đôi được sở hữu một chiếc thẻ bạch kim. Cặp đôi Nguyễn Phương Anh và Hoàng Lâm. Với chiếc thẻ bạch kim này thì các bạn sẽ có cơ hội được tự cộng cho mình 2 điểm hoặc trừ 1 điểm, một trong 5 cặp còn lại. Cái này cũng nghe trường cũng hơi căng à. Cộng hay trừ ạ? Cộng ạ. Nếu mà trừ thì mình lại mang tiếng ác đúng không? Hay là mình... trừ đại đi. Trời ơi. Từ nãy là chọc chị hơi nhiều. Bây giờ cặp đôi của chúng ta còn quyền lực hơn cả ban giám khảo nữa. Định trừ Minh rồi đấy nhưng mà thôi. Cộng đi. Cho chắc ăn tình thương bến thương. Hai bạn chắc chắn với quyết định của mình chứ? Chắc chắn. Như vậy thì Kiều Ngân xin phép được công bố điểm của cặp đôi Hoàng Lâm và Nguyễn Phương Anh trước. Điểm số đến từ nữ giám khảo Minh Tuyết 9,5. Điểm số của nghệ sĩ Chí Tài 9,5 và khán giả tại trường quay là 9,6. Và điểm số đến từ chị Phương Thanh 9,5. Tổng điểm của cặp đôi Hoàng Lâm và Nguyễn Phương Anh là 38,1, cộng thêm 2 điểm nữa là 40,1. Và tiếp theo thì chúng ta cùng tới với số điểm của cặp đôi Hà Nhi và Tăng Phúc. Nữ giám khảo Minh Tuyết 9,5, nghệ sĩ Chí Tài 9,5, khán giả 9, chị Phương Thanh 9,5, tổng điểm 37,5. Cặp đôi Tuyết Mai và Văn Phúc, điểm số của nghệ sĩ Chí Tài 8,5, ca sĩ Minh Tuyết 8,5, khán giả 9,2 và điểm của ca sĩ Phương Thanh là 9 điểm, tổng điểm 35,2 cho cặp đôi Tuyết Mai và Văn Phúc. Tiếp theo là cặp đôi Minh Sang và Junki Trần Hòa, giám khảo Chí Tài 8,5, giám khảo Minh Tuyết 8, khán giả 7,8. Và số điểm của nữ ca sĩ Phương Thanh đó là 8,5, tổng điểm 32,8. Số điểm dành cho cặp đôi Nguyễn Hoàng Nam và Quỳnh Trang, giám khảo Minh Tuyết 8,5, giám khảo Chí Tài 9, khán giả 8. Và số điểm đến từ giám khảo khách mời ca sĩ Phương Thanh 8, tổng điểm 33,5 cho cặp đôi Nguyễn Hoàng Nam và Quỳnh Trang. Và tiếp theo là số điểm của cặp đôi Khắc Minh và Yến Nhi. Nữ giám khảo Minh Tuyết 9, nghệ sĩ Chí Tài 9,5, khán giả 9,1. Và điểm số của nữ ca sĩ Phương Thanh 9,5, tổng điểm 37,1. Như vậy là cặp đôi Hoàng Lâm và Nguyễn Phương Anh với tổng điểm là 38,1 đã cộng thêm 2 điểm nữa là 40,1 đã xuất sắc giành được giải nhất tuần với giải thưởng 20 triệu đồng. Xin được chúc mừng Hoàng Lâm và Nguyễn Phương Anh. Với số điểm đích hơn 32,8 và 33,5, chúng ta đành phải nói lời chia tay với hai cặp đôi Minh Sang và Junki Trần Hòa và cặp đôi Nguyễn Hoàng Nam và Quỳnh Trang. Vâng, và em xin phép mời chị Phương Thanh lên trao giải thưởng nhất tuần cho cặp đôi Hoàng Lâm và Nguyễn Phương Anh. Xin được chúc mừng Hoàng Lâm, Nguyễn Phương Anh với giải thưởng nhất tuần trị giá 20 triệu đồng. Và ngay bây giờ thì Kiều Vân cũng xin phép mời nữ giám khảo Minh Tuyết và nghệ sĩ Chí Tài xuống đây với tất cả các bạn thí sinh của đêm thi hôm nay, chủ đề làn sóng xanh. Một lần nữa thì xin cảm ơn ba vị ban giám khảo, các cặp đôi của chúng ta cũng như là tất cả quý vị khán giả đã tạo lên một đêm thi làn sóng xanh thật là tuyệt vời. Và tuần sau thì chúng ta sẽ đến với những ca khúc mang chủ đề tuổi thanh xuân. Quý vị nhớ đón coi chương trình Ẩn Số Hoàn Hảo nha. Chương trình Ẩn Số Hoàn Hảo do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty MNT Picture thực hiện. Vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý vị nhớ đón theo dõi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
với chủ đề Tuổi Thanh Xuân, cùng với sự xuất hiện của giám khảo khách mời Mỹ Nam đẹp trai nhất khu ổ chuột phường 7 quận Phú Nhuận, ca sĩ, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Đêm nay chúng ta sẽ trở về một miền ký ức không thể thiếu của mỗi người, đó chính là Tuổi Thanh Xuân. Ngày qua ngày gió thét cao vì em hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ, một mai đường xa chung đôi, nụ cười rằng ngời trên mơ. Hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Hai người đã hoàn thành tiết mục rất là sống động, giống như là một trận đấu tay đôi của hai bạn, và hai bạn battle với nhau luôn. Và thậm chí cái giọng của em hoàn toàn khác hẳn 100%. Trong cuộc thi này, sự xuất hiện của chiếc thẻ quyền lực Hoàng Kim sẽ tạo nên điều gì bất ngờ? Hãy cùng đón xem Ẩn Số Hoàn Hảo tập 6 phát sóng lúc 21 giờ ngày 29 tháng 4 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.